Đây con gửi chú trước 20 ha. Rồi. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7. Trước nhiều người gặp chắn không may ở đây đúng không sư? Có, lâu lâu có gần người ở đây cũng có thấy vậy đó mới đuổi ra đó. Người ở đây ngồi mình xin nhờ làm cái chòi mình ngủ á. Yeah. Thấy gặp rắn vái rồi. Nó mình nó sợ. Yeah. Mới ra. Tại nó ở sau lưng cái sau lưng đó, đó. Ở, ít người thấy lắm, lo lắm. Chào quý cô chú và anh chị, thì hôm nay mình cùng với Quỳnh Tân thì cùng với sư với ông thợ đi ra ngoài chỗ cái núi nhỏ quý vị. Chỗ cái chánh điện cũ của chùa Rô ngày xưa á. Thì hôm nay mình với ông thợ đi ra đó để cho ông thợ ông xem với ông sư xem với coi cất cái mái che cho ông Phật ở ngoài giữa núi quý vị. Lúc trước mình có hay quay mình đi cúng ngoài đó. Mình đi lội bộ xa nó mệt nó thở. Đây là cái núi nhỏ đó quý vị. Hôm nay cùng với sư với ông thợ để ông thợ ông ra ông tính toán là để coi làm cái đó ra sao quý vị. Che chỗ ông Phật với che chỗ cúng luôn. Đây là của chùa Rô ngày xưa hàng trăm năm rồi quý vị. Mà mình thấy trời mưa gió tạt ướt ông Phật hoài. Với lại chỗ cúng hay đóng rong á thì không có mái che. Cho nên mấy hôm nay mình cũng ước gì có tiền á để mà mình che cái mái. Sửa cái mái lại che cho ông Phật với chỗ cúng với lót gạch đó cho nó sạch. Thì được rồi, mình cũng có ước thành ra có cô chú ở Mỹ cũng có ủng hộ cúng dường cho sư để làm cái mái che quý vị. Thì hôm nay mình với Quỳnh Tân tới quay coi ông sư cũng làm cách nào quá. Đây nè quý vị. Cái nền chiều dài 10 mét. Bề ngang 6 mét quý vị. Hồi trước ở sau cái hòn đá này nè, phía sau lưng chánh điện nè quý vị. Thì những người Khmer anh hay hái cái mấy cái thốt nốt ở dưới đó, con hàng thốt nốt dưới đó. Thì mỗi ngày rằm đó, buổi sáng đó, mấy ông mới hay đi hái đó. Thì có cặp rắn nó ra đây. Mấy ông thấy mà ông tuột xuống bỏ chạy về nhà chứ. Thì lúc trước mình cũng nghe sư cả kể đó. Sau lưng chánh điện có những hòn đá cao vậy nè quý vị. Như là ông Phật rất thô sơ nên mưa tạt ướt hoài. Nên chỗ này đóng rong nè quý vị. Nữa lót gạch hết cái nền này luôn. Tính lót gạch ở trên này rồi lót gạch ở dưới này luôn. Nên cho nó sạch. Đúng rồi, cắt ra tới đó luôn đó, nắng mưa nó không có tạt vô được. Còn nếu mà mình cắt nhỏ cho lọt trong này nữa mưa tạt vô cũng như không rồi. Cái này là xung quanh này 60 mét hả? 60 mét đó, bề ngang 6 mét, bề dài 10 mét. Thì nhỏ nghe chú thợ sớm nó chia sẻ là nó làm cái máy gì đây. Đúng rồi, người làm thêm cái máy che đây nè. Che xéo xuống đây nữa. Có khả năng mình làm che bên kia luôn. Dạ. Nếu mà có đủ kinh phí thì làm qua đó luôn. Qua. Tới chỗ cái bồn mới luôn. Làm qua tới cái nền cũ rồi quý vị. Nếu mà có khả năng thì làm máy này rồi che xéo xuống cái chỗ cái nền cũ này luôn. Che xéo xuống đó luôn.
nước cán xi măng chỗ này cho sạch luôn quý vị. Đây là cái nền cũ ngày xưa hàng trăm năm, tượng Phật ngày xưa quý vị. Không phải là đàn bà, đàn bà mình ngồi thiền, xin ngồi thiền nhá, là tách xa đến chùa Rô, không phải là chung nhà sư ở đàn ông. Yeah. Mới làm mà tách ra nó đàn bà bên này xa. Vậy là ngày xưa những người Nico ở đây hả? Dạ, Nico mình áo trắng trắng là thế giới mới đều á. Dạ. Rồi mình ngồi thiền rồi đằng sư hai sư đó lâu lâu nó tiếp tiếp ngồi thiền rồi mình đi ngủ chùa lại, hay là lâu mấy ông ngủ đậy một đêm hai đêm vậy đó. Dạ. Mà làm phước lớn lớn phải ở chùa, không phải làm ở đây, không cho làm. Dạ. Như chỗ này là để mấy cô sư cô là tu tập thôi. Tu tập mà ngồi thiền. Dạ. Ngồi thiền niệm kinh niệm Phật. Dạ. Tức là ngày trước là phân gia chia gia làm bên đây là của Ni, bên kia là bên Tăng. Dạ dạ đúng rồi. Bên này. Bên đây là bên Ni, bên kia bên Tăng. Dạ, bên Ni. Sư con vừa đến đây con gặp sư cắm hương, con không biết nguyên nhân như thế nào mà lại cắm 5 cây sư sư. 5 cây thì Phật Thích Ca 5 người. Dạ ba mình thương thứ là ba là 5 cây vậy đó, hay là 7 cây, 12 cây cũng có. Ý nghĩa là 12 cây là cho nhớ cho ba mẹ, 21 cây là bà cha. Yeah. Vậy đó. Để mình Phật Thích Ca thì thương là 3 cây hay là 5 cây. Dạ. 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 Và sao con có một điều hơi lạ chút xíu đó là tại sao con thấy cái người Khmer của mình hay cúng đàn cày á, là sẽ sử dụng những loại đàn cày trắng mà không sử dụng đàn cày màu đỏ. Đàn cày thì thương thì người ta thích có một là đỏ hay cũng có trắng cũng có vậy đó. Thích tại thích khác nhau. Dạ. Yeah. Mình ai cúng thì mình đốt. Dạ. Yeah. Sư con cho phép chia sẻ về cái ngôi chánh điện này của mình có cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi sư? Thầy sửa chữa lại đó sư, tôi biết là ông 1960 mà sửa chữa này lại á, mà từ sư thú ní là nè ta cho nói á. Mà lúc trước có rồi mà sửa chữa lại đó cơ 1960. 960 mới được 2-3 năm mới tan tới bay 900 biên giới đó mới bỏ chùa tới giờ. Dạ. Yeah. Lúc đó có, lúc trước có rồi mà sai xưa chưa lại. Là trước đây có xây cấp không hay là trống như thế này luôn sư? Thì trước làm xây nên cũ đó mình đã đập bỏ, cung tiến đập bỏ làm phá sàn nó làm cái chói này, mà thay nên cũ vong nó đập bỏ làm tinh làm cái này sư tương làm cái này không à. Đập bỏ làm nó vả sang làm ăn không được luôn tới giờ đó. Dạ. Vả sang luôn. Tại mình đập đường bỏ nó không xin phép sư. Dạ. Yeah. Mới đúng chàm nhà chùa, tại ông coi thầy nào nó nơi ở chùa phải ra làm công vả cho chùa rồi mới làm ăn được. Ông làm cái này xong ông đập bỏ nó không xin phép sư. Nó mới làm đúng chàm Phật tổ nó không có làm ăn được, phát triển được. Chỗ này sư cắt lại như thế nào á, chưa định sửa lại được này. Đợt này nếu mà có khả năng mình chẻ hết nền cũ nếu mà có khả năng nữa mình là lót gạch, lót cho đẹp. Dạ, yeah, lót gạch luôn. Rồi lót gạch cho thợ làm, nếu mà không được thì phải đụng làm che chén được rồi. Giờ mình có khả năng tới có tiền nó đủ hay không. Cái này mình có hỏi thợ thử xem kinh phí ở bên trên và bên dưới tầm khoảng bao nhiêu sư? Dạ, chú biết được đó mà gần, giờ mình làm. Dạ. Yeah. Trong lúc đó mặt nền là hiện thời giờ phút này là ngang là 7 đằng chứ không phải là 6. Vậy hả? Ồ. Dạ. Chiều dài này đã chính tổng diện tích mặt nền ở dưới là 63. Nếu mà đưa lên hai mái thì tổng diện tích toàn ở trên này á là khi mà hình thành rồi thì nó tương đương là khoảng độ 100 mét. 100 mét. Tại vì hai mái 100 mét tôn. 100 mét. Trời. 100 mét tôn. Nó dữ trời. Là mình ăn nhiêu tiền chú? Tất nhiên là nếu mà như tình trạng mà tôi mần cho người ta ngoài thị trường là 500 mấy 600, trong lúc đó như vậy là nếu mà mần ở chùa này đó là tôi tính là nghĩa là tôi mần ấy lại là chỉ 480 thôi một mét, là ton ngói ton ruby nó mấy gem ha, nó là phải từ 5 gem chứ dưới là dập là bị lũng. 5 gem mất tiền. 5 gem phải. 5 gem. 800 mét thì 48 triệu. 48 triệu. Chưa tính nền
nền rồi mình cán ra rồi xi măng này kia nọ rồi lót nền lót gạch lên nữa. Dạ tính tính giờ làm chưa biết, thì ví dụ như gạch này á, thì lót nền này, này kia đó thì nó nằm trong phạm vi mình cũng biết rồi, nó khoảng độ 10 triệu. Ừ. Tại vì nó có 60 mấy mét thợ. Phải không? 60 mấy mét gạch. Luôn xi măng luôn tiền thợ. Ờ luôn xi măng tiền thợ luôn thì nó khoảng độ kinh phí khoảng độ 10 triệu. Mình đem tính 20 chắc cỡ đó. Mình tính đi nghĩa là phần phát sinh nữa, khoảng 20. Cái kia tùm lum rồi vậy. Đó. Còn cái máy này thì chừng nữa sẽ che lại hai máy hai bên. Ở ngoài trước này đóng cái mặt dựng xuống, đây đóng mặt dựng xuống. Theo đây là phải 4 hàng cột. Ủa con nghe sư nói 4 cột. Mình định làm thêm một cái máy bên hông gì nữa thôi sư. Đây nè, cái máy bên hông là cái máy này nè, bắt đầu nối từ đây nè. Mình có khả năng nữa mình. Nó có khả năng nữa thì nối từ đây ra đó. Bây giờ mình tính. Bây giờ mình tính chỉ tính phạm vi cái này thôi. Chính này thôi. À, phạm vi cái chấm điện thôi. Ừ. Còn thí dụ như mình có kinh phí mà đầy đủ nữa. Kinh phí đầy đủ nữa. Thì mình làm luôn cái máy che dưới này. À, nhưng mà qua máy che dưới này thì cái kinh phí nó sẽ hạ lại cho mình hơn, là tại vì mình không còn sử dụng ngói ruby nữa mà sống vuông. Yeah. Cuốn dòm để cho nó nhiễu con nước cho nó thôi. Tại vì cái máy ngang. Yeah. Nó còn cái này là bắt buộc phải là sử dụng con ngói ruby. Yeah. Nó phải trút gì thì nó mới chạy được. Còn đâm cái máy ngang này thì như vậy là mình xài con sống vuông được. Con sống vuông được. Con thường được. Thành thử ra kinh phí nó sẽ hạ xuống là còn khoảng độ là 400. Dạ. Yeah. Nó còn ở đây thì bị cái. Tại vì theo cột này 8 cây cột này và đồng thời dàn mặt hải văn thì là 8 cây cột này là phải cột là phi mục 114 chứ không phải là phi nhỏ. Dạ. Yeah. Cột tròn luôn ha. Cột tròn. Dạ. Yeah. Nó mới có cái chất lượng. Chứ còn mà ở đây mà nếu mà xài cục kẽm mà cục vuông đó, thì cái độ mỏng của nó mỏng quá. Chịu không nổi với mưa gió. Dạ. Bị ở ngoài rừng nè. Ờ. Cục tròn đó thường thường đó là mấy ông YouTube đi ấy thấy theo đường đó, nó có trồng cục tròn đó là trụ yeah. điện và đồng thời căng băng rôn ngang đường này kia đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Là tất cả đều phải sử dụng cục tròn. Dạ. Yeah. Thì nó mới chất lượng. Chứ còn cục vuông là không được. Cục vuông là khi nào mình xây nhà rồi mình hàng rau vô để mình xây tường luôn. Yeah. Thì nó thành vuông. Và đồng thời cục tròn này thì cái độ dày của nó là tối thiểu nhất là phải 1.8 chứ không có dưới được nữa. Tại vì cái quy cách của cái nhà sản xuất rồi, nó quy định rồi. Yeah. Mình xài cuốn hoa sen hay gì chứ? Cái này hả? Yeah. Cái này á, nghĩa là xài của thằng Nam Kim. Nam hoặc Kim. Là thằng Nam Kim, thằng hoa sen và thằng dạng Hòa Phát thì nó cũng là như nhau. Nó tất cả giờ này á chứ nó không có gì hết trơn á. Nghĩa là ba thương hiệu đó là nó đang đạt chuẩn. Yeah. Chứ đừng có xài những cái loại khác. Như của thằng Long An này kia hay gì đó là nó qua tái chế. Còn ví dụ như thằng Nam Kim và thằng Hòa Phát và thằng Hoa Sen thì nó là thương hiệu. Đó là tôi nói thật. Ông ấy tại vì tôi đã mần ở chùa rồi thì tôi bỏ công ra để tôi mần tiếp chứ tôi không có tính như mà ở ngoài. Vậy là chú lãnh là lãnh luôn vật liệu là chú lãnh hết luôn á hả? Tất nhiên là lãnh hết luôn toàn bộ. Trọn gói luôn. Là 480. 480. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng nói với mấy ông YouTube là không có hàng được nha. Tất cả đều sử dụng ốc vít. Ốc vít và mặt ram bù lon. Dạ. Bắt. Dạ, bị ở đây không có điện này. Ở đây không điện. Thành thử ra rồi nghĩa là khi nào mình thi công thì mình thi công những cái dàn phẹt ở dưới chùa. Dạ. Xong mình bắt đầu muốn xuyên vận chuyển lên đây rồi nghĩa là mình đào mình đổ bê tông cột. Đổ dạ. cột rồi đàng hoàng xong bắt đầu mình khiêng lên rồi bắt đầu mình bắt mấy cái mặt hại vô trước dạ. rồi bắt mấy cái mặt ấy vô. Dạ. Chứ theo như cái này mình làm khoảng mấy ngày xong hả chú? Nếu mà tình hình mà đầy đủ vật tư này kia đó thì như vậy là bắt đầu từ lúc mần cho tới khi hoàn thành rồi thì chắc khoảng tuần. Khoảng tuần. Khoảng tuần. Dạ. Thì hôm nay cũng như hôm nay mà hôm nay là chú chuẩn bị mua vật tư về làm luôn đi. À nếu mà như tình trạng thống nhất rồi là tôi chuẩn bị là tôi mua vật tư về rồi tôi đổ rồi thằng tôi đi. Lên tôi cân đối rồi tôi khép sườn ở dưới chùa xong rồi tôi đem lên là tôi dựng luôn thì trong một tuần là phải hoàn thành.
Dạ thí dụ như còn cái nền này là bên chú lo luôn hay sao? Nếu mà như tình trạng bên này kêu được thợ thì kêu, còn nếu không thì giao cho bên tôi cũng được, tôi sẽ có thợ thì đồng thời nghĩa là tôi sẽ nghĩa là ấy này kia thì tôi lót luôn. Còn mấy thì nữa hỏi sư kêu thợ lót nền luôn hay sao, hay là giao cho chú? Nếu chú có thợ thì để chú làm, còn nếu bên sư có thợ để cho bên sư làm. Thợ thì bên sư thì mất làm cái nhà tăng trống. Mất làm gì thì kêu bên chú làm. Thôi bên chú làm luôn đi. Rồi nếu vậy thì chừng nữa thì tôi theo mình chú dự định tổng kinh phí cái nền chính điện này thôi, khỏi cái mái che đó mình tính sao đi. Ví dụ như có dư hay làm. Bây giờ mình tính tổng cái kinh phí mà cái chính điện này thôi là khoảng bao nhiêu hết chú? Như vậy là trong lúc đó nghĩa là xài gạch ăn thua mình xài gạch nữa nha. Dạ. Hồi nãy tôi tính là tôi tính cái loại gạch thường. Dạ. Yeah. Thì nó nằm cái khoảng là độ là nghĩa là tiền công, tiền xi măng và tiền gạch này kia thì nó nằm khoảng độ là 10 triệu, mười mấy triệu. Yeah. Nhưng mà nếu mà đưa lên xài gạch 60 thì cái giá thành nó phải trượt. Dạ. Yeah. Tại vì 60 trong lúc đó như vậy là 1 mét nó bây giờ là một loại thường của nó là 100 mấy gần 200 rồi. Còn nếu mà xài cái loại mà cao cấp nữa thì nó là 270 mấy ngàn một mét vuông. Nó thành thử ra nghĩa là không biết rằng là những người ta tiếp vô đây người ta muốn xài cái loại gạch nào. Nói chung là nó tầm khoảng nó độ khoảng từ 20 triệu trở lại cho 20 triệu. Theo tôi nghĩ rằng là cái nền này đó là như vậy là xài cái loại 60 mà xài cái loại thường thôi thì như vậy là khoảng độ là 20 triệu trở lại là được rồi. Dạ. Nó vậy là 20 triệu với 20 cái, triệu. Cái nhà tiền chế nữa là 48 triệu nữa là 68 triệu. 68 triệu. Dạ. Đó là tôi nghĩa là bằng cho chùa đó nha. Dạ. Trong lúc đó tất cả các hệ thống là đều là sử dụng phi 114. Dạ, ton dày 1:8. Dạ. Ton thì là ton ngói ruby. Dạ. 5 gem. Dạ. Đúng chuẩn. Đó. Mà ton là ton thương hiệu, ton Hòa Phát hoặc ton Nam Kim hoặc Hoa Sen, chứ tôi không có xài cái loại ton thường. Dạ. Nó là tôi bằng cái chùa tôi mới tính vậy đó, chứ còn ở ngoài là hiện thời giờ phút này á là 550-600, mà trong lúc đó nghĩa là tụi tôi hàng được tại chỗ, còn ở đây là qua quá trình là không hàng được ở đây nè, phải tốn cái nhân công để mà chuyển vận chuyển lên trên này đó. Rồi thêm cái màn ở đây đó, nó phát sinh thêm đó, là biết gì không, mấy mặt ram, mấy bù lon, mấy bách quê nữa, tại vì trên này mình đâu có hàng được. Thành thử ra nó ra cái đó là nó cũng rất là chạy cái số liệu của cái kinh phí, chứ không phải nói chuyện đơn giản đâu. Cái mặt ram và cái thứ này là chú bắt cái thứ nằm ở dưới này. Đó. Chú bắt cái câu giữa hai cái đầu của cái cây trên dưới đó, trên đồng cột. Cái đó là phải hàng ở dưới sẵn cái đầu cột mới đem lên mới ráp vô. Mới ráp vô rồi. Như hàng bát đồ sẵn ở trên ra đây bắt ốc. Bắt ốc. Đó. Còn như mấy cái mặt ram này nè thì mấy ông ấy không phải là như gì mà chừng nữa rồi cũng dẫn lên 4 cây cột một bên phải không, như vậy nè, nhưng mà cái mặt trần này nè là nó phải là mặt trần rời nha, ở trên là cái đòn tay riêng nha. Rồi phải phân đoạn gì nè, phải đi gì nè, phải ke gì nè. Dạ, phải ke nữa. Phải ke nữa chứ không phải chuyện đơn giản đâu, chứ làm cây không gì nó đâu gánh đâu, nó đâu gánh. Chứ làm mà thấy gì nó bự là làm mà không chắc chắn là nó... Trời ơi, trên này mà không ấy, dông gió chết à. Dông ở trên này dông dữ lắm luôn á. Bị giữa rừng mới làm trống rồi. Chú á, để như vậy chú nó ấy, chú kêu thợ cho làm đi. Vậy là hôm nay chú kêu thợ mua đồ về làm luôn đi. Rồi. Dạ. Đó. Và hai nữa là trong lúc đó như vậy á, là cái này là chừng nữa là mình chỉ đi hai máy nha. Dạ, dạ, hai máy. Chứ không có... nghĩa là dài từ bắt đầu mí này nè. Dạ. Mí này nè. Thấy không? Dạ dạ đúng rồi. Nó mí này nè. Nó nhưng mà cái mặt này là nói với mấy ông thợ rằng là chỉ có 2 cây cột nha, tại vì hai cái mặt này là hai cái mặt dựng này nó không có quan trọng nữa. Dạ dạ dạ. Nó chỉ có cái mặt hại nó gánh ngang thôi. Dạ. Thì chừng nữa mình lợp ton này thì chừng nữa lợp phải trường ra sâu ngoài này chứ. Cái này là phải cấu kết thành 4 cái mặt hại. Nó rõ ràng đàng hoàng chứ. Dạ. Không phải là thành như gì. Ý rồi mình nó có che thêm cái máy xuống này không sợ mưa nó hướng này nó tạt vô đây nè, vô chính điện. Cái này hả? Cái này cái công suôn, cái công suôn ra nghĩa là để co xuống gì, dạ, cái dạ, phải không? Dạ.
Thì nếu mà muốn mặn vậy thì chừng nữa tôi mặn cho. Nhưng mà ví dụ như cái phần này thì nó ra không có nhiêu mét đâu. Ví dụ như chiều ngang này là 7 mét thì nó ra 7 mét. Mặt bên kia thì nếu mà làm thì mặt trước cũng phải làm luôn. Coi mới được. Dạ, dạ đúng rồi. 7. 7 thì 14, 14 với thằng này nó 18 nữa. 14, 18, 28, 32. 32. Hay là chỉ muốn làm mặt này với mặt trước thôi, còn hai bên hông thì bỏ đi ha. Hai bên hông này xe rồi. Hai bên hông này khỏi đi. Dạ. Với hai nữa là chừng nữa này, cái mặt bên này thì mình không có cần thiết nữa phải không? Dạ dạ dạ. Thì cái này thì chừng nữa. Thí dụ như đâm bên ra đó rồi thì đâm dưới dạo này ra rồi. Dạ. Thì đâu có cần đi cái dòm chi. Dạ. Nhưng mà cái này đâm ra đó thì lấy ra là 1 mét. Dạ. Dạ 1 mét. Dạ, 1 mét. Dạ. Nhưng mà tôn là tôn sống vuông cuốn dòm nha, chứ con tôn ngói này là không có cuốn được nha. Dạ. Mấy ông nha. Dạ dạ. Đó. Cuốn dòm xuống. Thì như vậy là trong lúc đó như chiều ngang này là 7, 14 mét. 14 mét này thì trong lúc đó như vậy là tính là 380. Hay gì như cái thằng này thì nó tính 400, phải không? Yeah. Nhưng mà ở đây là tính là 380 thôi. Tại vì nó nghĩa là bằng có trước có sau. Yeah, yeah. Thì cộng vô 14 mét nữa. Yeah. Là 380 nữa. 10 mét là 3,8 triệu. 4 lần 4 32 3 triệu mấy nữa. Kể như 3 triệu 8 5 triệu 8 đi. 5 triệu 8 đi. Thì nữa mình ra cái tính lại. Ừ. Ví dụ như có kinh phí nữa thì mình thì được, kinh phí mình ra luôn. Cái máy hiền với này luôn. Tính như vậy là ấy đó. Dạ. Cái này là tôi lãnh, nghĩa là có trước có sau tôi mặn nghe. Chứ cái này là phải 4 dây kèo đâm ra để cốp xuống rồi, chứ không phải mà nãy đâu. Mấy dây kèo này thì bắt trực tiếp vô cái mặt hại này. Dạ. Để đi cái dòm xuống rồi cúng ra. Chứ mình không làm ở đây nữa, mưa tạt vô cho ông Phật. Đó. Rồi vậy đi. Ví dụ như chừng nữa tính sao phần này đi. Ví dụ như bao nhiêu ra thì chừng nữa mình đo lại tính. Dạ, đo lại. Nào đủ kinh phí, ví dụ như có kinh phí mình làm luôn cái mái che ở dưới này luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Vậy là chú trước tiên là chú lấy tiền đặng đi mua vật tư ha. À dạ. Trước món ha. Rồi, dạ, bây giờ cho tôi ứng trước khoảng độ 20 triệu đi. Dạ. Tại vì trong lúc đó cái này là nó 48 triệu rồi, chưa kể mấy cái phần phát sinh ra nữa, giờ còn nền này nữa. Dạ. Thứ ra bây giờ cũng như là tạm thời cho tôi nhận 20 triệu để tôi tập kết vật tư liền. Dạ dạ. Đó. Rồi thì trễ lắm thì ngày 24 tôi sẽ bàn giao cái máy này cho mấy ông thợ và cho Phật tử. Này còn gửi chú trước 20 ha. Rồi. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy là tới khi nào mà xong cái là nhận đủ luôn ha chú? Rồi chừng nào xong cái máy này thì tôi nhận đủ cái máy này. Rồi bắt đầu tôi tiến hành ra tôi lót gạch nền này. Dạ, dạ, dạ. Có lâu lâu có gần người ở đây cũng có thấy vậy đó, mới đuổi ra đó. Người ở đây ngồi mình xin nhờ làm cái chòi mình ngủ á. Yeah. Thấy gặp rắn vái rồi. Nó mình nó sợ. Yeah. Mới ra. Tại nó ở sau lưng cái ở sau lưng đó. Ở, ít người thấy lắm, lâu lâu mới gặp. Dạ. Giờ cái gặp thấy những con to không sư? Thấy cũng thấy có, mình lên người thì dần nó đi đèo thuốc nốt, mình thấy mình chạy bò không la. Dạ không lại bội hết thì nó buổi trưa đó, ngày rằm vậy đó. Yeah. Ngày rằm thì lâu lâu nó có suối mình gặp, mà nó gặp nó không có làm gì mình nó đi, mình thi mình lại coi nhiều thi mình cho mình thấy thôi. Yeah. Nó không có theo mình. Như nó ngóc đầu lên cho mình thấy rồi. Đúng đúng thấy rồi. Rồi đó mình chạy đó mình nó đi theo mình đâu. Dạ yeah, dạ. Yeah. Tại mình thấy người đó mình lại mình lên vậy đó. Dạ. Yeah. Rằng nó rằng nó có lục tả cấm rồi mình nó ít cho mình thấy. Dạ. Yeah. Yeah.
con thấy ở cái trong cái chỗ cái núi nhỏ này, chánh điện này, có nhiều lần con đi ra đây con cúng, cái linh cảm nó sao giờ mới xịt có chưa hết đó, mới hết mưa vá xịt không được, bây giờ mình tính xịt cho rồi đẹp đẹp cho đứng cho răng đứng cho mùi nó mùi vá mùi. Dạ. Yeah. Răng quẹp này ruộng nuôi nấy nó có răng quẹp cũng nhiều. Dạ. Yeah. Như hồi xưa mấy tới giờ sư cũng ra đây nhiều lần, sư có từng gặp không sư? Gặp răng nhỏ nhỏ không, răng răng lớn không thấy. Dạ, lớn. Muốn gặp mà không thấy. Dạ. Dạ. Muốn gặp mà cũng không gặp được. Dạ đúng, không cho gặp. Sư không kiếm mà không. Như mình không có duyên. Dạ. Dạ. Nó không phải dễ gặp gặp đó. Yeah. Hồi nhỏ có gặp nhấp đi hàng bên kia mình thấy có cái gì mình trên đâu á, nó đi mình thấy người đó, ba người ba con hai con mình đi đi ba rắn đi lên núi thấy. Ủa, mình gặp có màu mình có màu. Yeah. Mình gặp rắn nó bự. Yeah. To. Có gặp một lần thôi vì. Yeah. Còn rắn ở trong chùa cũng gặp nhỏ nhỏ à. Yeah. Ta bắt hết trơn rồi, trong chùa nó rắn hôm mấy ta bắt hết trơn rồi. Yeah. Sao bún cái rắn có nó có màu đó là nó ở đâu sư? Dạ. Thì gặp nhắn có mộng nó đâu đi. Mình đi hút đất bên kia, đất chùa bên kia nữa. Con lên. Yeah. Núi đây mình để hàng đạo thay rồi mình lại đi ra mình thì mình nó tót gồng gồng dòng con gà vậy đó. Yeah. Rồi mình không thấy cái gì, mình muốn bắt con gà đó mình thấy gì đó mình đi kiếm. Yeah. Kiếm mới biết vậy đó. Vậy là nó kêu giống gà luôn hả? Kêu con gà đó. Ôi trời. Yeah. Ừ. Để mình đi buổi trưa đó, mình đi. Yeah. Tha bò đó thấy. Hàng chi con cũng có nghe nhiều người, mấy ông lão Khmer ở bên Chi Tô, mấy ông nói con đó nó kêu giống như con gà túc túc túc. Ừ. Dạ. Hay giống tổ. Đúng, nó thứ đó nó là con người ta câm mà thứ đó mình cũng bư bư đó mới có. Dạ dạ dạ. Dạ, thường rằng dạ, nghe sư nói. Ừ. Nữa là đích thật có luôn mà. Dạ có. Dạ. Chỗ này có nhiều người dân người ta đi đặt nốt gặp rắn lớn vậy thì có ai bị có bao giờ bị nó nhiễu hại lần nào kia sư? Có một người đó là gặp hai lần nó chạy nó vợ sàn nhặt tới giờ. Dạ, con tới xe sướng nó gặp chạy tới giờ không. Sợ. Dám ra đi luôn. Không dám ra. Sợ chứ không dám ra luôn hả? Không dám ra luôn. Không gặp gặp ở đây nữa, lỡ gì nghi gặp ở đây. Gặp hai lần rồi. Gặp hai lần rồi. Sợ luôn. Không sợ. Nó bỏ chạy đi mình nó thấy lên đèo thuốc nốt lèo trên tuốt kể rồi mà nó thấy con đằng lên cao đến nay mình nó biết. Dạ, nó biết mình xuống vực xuống chạy luôn. Chạy luôn. Chạy bỏ không đau nên mới chiều mới vô lại kêu người ta đi hai ba người đó mới lại xe không đa. Dạ. Nó không giảm vô. Dạ. Ok vậy đó. Ừ. Giờ mới sư nó về đó mới người ta thấy đông sư chắc cậy dọn cho đẹp chút sợ đừng ta sợ. Vô muốn cung dường cô này để giúp chùa và thăm vàng vậy đó. Chỗ này con thấy có rất là nhiều cô bác người ta tới đây cũng cúng bái lễ đồ này. Chỗ dạ có nếu mà cũng phải là mình cúng người nó là tốt sư thất mới được có may mắn, nhưng mà cúng thì hạm quá hay là muốn hai người ta cũng không được may mắn đâu. Tại mình ở tới tí thiện nó tiếp người giúp đỡ người có vị tín có tâm lòng tốt thôi mới có giúp định mới may mắn được. Không phải tâm định nó tốt ủng hộ người sau đâu. Dạ dạ. Dạ con cũng cảm ơn sư. Dạ chúc dạ chúc anh may mắn chúc sức khỏe và mọi sự dạ rồi. Dạ dạ. Đây là nhà tăng của chùa Rô quý vị, 16 năm chưa hoàn thành. Nhưng mà chỉ ở được thôi chứ chưa có hoàn thành gì hết trơn quý vị, còn sơn nữa. Thì sơn hết trơn cái này tốn, sư nói tốn khoảng 100 triệu quý vị. Tiền thợ luôn hơn 100 triệu á. Nên sư chưa có khả năng làm. Bị mọt mối gì nó đóng tùm lum hết trơn quý vị. Ba cái ổ dò rồi này kia đó. Nhờ năm rồi lợp ton chứ không có lợp ton mà bị đóng rong hết trơn luôn. Thì hôm nay có kêu thợ tới làm cái che mái che cho chánh điện cũ ngoài núi nhỏ quý vị. Chánh điện đó cũng lâu đời á. Cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ cho sư chùa Rô che được cái mái che ngoài kia. Số tiền mình hôm nay trao cho chú ứng trước là số tiền của chú Lâm với cô Quỳnh Tina ở Mỹ gửi cho mình mấy bữa gài quý vị. Dạ, hôm nay mình mới lên kêu thợ tới để mà coi. Tại vì hôm nay lo làm đường ở dưới mưa quá, mưa không có lên đây được. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay có like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Thì mong các nhà hảo tâm cùng mình quân gần xa giúp đỡ cho sư đủ số tiền để
làm cái mái che cho chánh điện ông Phật ở ngoài núi nhỏ. Cảm ơn quý vị.